Xin chào các bạn, một sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung của Sony vừa chính thức được bán tại Việt Nam đó là Xperia M2. Đây là sản phẩm được xem là phiên bản nâng cấp của Sony Xperia M1 được bán rất thành công vào năm ngoái. Và đây cũng là sản phẩm được xem là rút gọn của chiếc Z2, một sản phẩm cao cấp sẽ bán tại Việt Nam vào tháng 5 này. Thì chiếc hộp máy khá giống với lại Sony Xperia Z1, Z2 và cả dòng Z. Sản phẩm chạy phiên bản Android 4.4 mới nhất. Khi khách hàng mua sản phẩm Sony Xperia M2 tại chính hãng tại Mai Nguyên thì sẽ được tặng thêm một thẻ nhớ 32GB và sẽ có cơ hội cào trúng thưởng với giá trị lên tới 2 triệu đồng cho các dòng Sony Xperia M2, M1, C và M. Giống như các sản phẩm khác thì ở mặt sau của hộp Sony cũng in một số những cái tính năng nổi bật của cái sản phẩm này. Như các bạn thấy là ở đây có camera là 8 megapixel, máy có màn hình rộng 4.8 inch, độ phân giải là QHD với bộ xử lý lõi tứ 1G2 và máy có khả năng chụp HDR với bộ cảm biến Sony XMORE RF của và máy cũng hỗ trợ cái chip NFC. Bây giờ mình sẽ phối hợp sản phẩm này. Chiếc Sony Xperia M2 này có tất cả là 3 màu, đó là màu trắng, màu đen và màu tím. Tuy nhiên thì đợt hàng đầu tiên này máy chỉ có một màu trắng và những cái màu đen và màu tím sẽ lần lượt có hàng trong những cái đợt hàng tiếp theo. Đây là chiếc Xperia M2. Phụ kiện kèm theo sách hướng dẫn sử dụng và một cái thẻ cào giống như mình nói lúc nãy, một cái tai nghe Sony tặng kèm một cái tai nghe không phải là dạng như, một cổng cáp micro USB. Và cuối cùng là một adapter sạc. Về thiết kế thì các bạn thấy là chiếc Sony Xperia M2 này có thiết kế khá giống với lại những cái dòng Z của Sony đang bán trên thị trường hiện nay. Và đặc biệt là chiếc máy này có thiết kế khá giống với lại Sony Xperia Z2 sắp sửa bán tại Việt Nam. Những cái viền xung quanh của sản phẩm này sử dụng chất liệu nhựa và được phủ một cái lớp sơn bóng giống như là gương. Những cái nút đặc điểm của dòng Sony Z cũng có trên cái chiếc máy M2 này. Đó là nút nguồn, nút điều chỉnh âm lượng và nút camera được thiết kế nằm ở phía bên cạnh tay phải của máy. Và đặc biệt là ở trên này còn có một cái khe cắm thẻ nhớ và khe cắm SIM, được thiết kế chung một cái cổng. Còn phía bên cạnh tay trái thì chỉ có một cái cổng micro USB. Còn đây là cạnh dưới. Cạnh dưới là loa ngoài. Và cạnh trên có một cái cổng audio. Mặt trước của máy có các bộ cảm biến, loa trong để chúng ta làm thoại và camera trước để chúng ta có thể là chụp ảnh chân dung và thực hiện các cuộc gọi video call. Phía dưới là logo của Sony, màn hình cảm ứng rộng 4.8 inch. Còn đây là toàn bộ mặt sau với camera 8 megapixel, đèn led và microphone. Ở phía dưới là chip NFC và logo của Sony, ở phía dưới là logo của Xperia. Tuy có cùng thiết kế với Sony Xperia Z2 nhưng chiếc Xperia M2 này không có khả năng chống bụi và chống nước. Trước đây thì Mai Nguyên cũng đã có một bài giới thiệu về chiếc Sony Xperia M2 này, tuy nhiên đó là phiên bản màu đen và máy chưa được chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam. Còn với phiên bản màu trắng này, các bạn thấy là không khác gì lắm so với phiên bản màu đen lúc đó.
sản phẩm vẫn sử dụng hệ điều hành Android 4.3. Tuy nhiên thì chiếc máy này sẽ được Sony sớm nâng cấp lên Android 4.4 trong thời gian sắp tới đây. Cũng giống như các sản phẩm khác thì chúng ta cũng có thể là thay đổi những cái hình nền chủ đề của cái máy này với những cái chủ đề được Sony hỗ trợ sẵn ở trong cái sản phẩm của mình. Những cái cài đặt cũng giống như phiên bản trước, không có gì thay đổi. Đây là các menu ở trong cái phần camera, các chế độ chụp ảnh ở trong camera cũng khá là đầy đủ để chúng ta có thể là thực hiện những bức ảnh ở trên chiếc Sony Xperia M2 này. Chiếc Sony Xperia M2 này được bán chính thức tại Mai Nguyên với giá là 6.990.000 đồng. Các bạn có thể là lên website Mai Nguyên để xem chi tiết thông tin về các sản phẩm này cũng như là những cái bài viết liên quan, những video hình ảnh để chúng ta có một sự lựa chọn và những cái nhìn thực tế hơn về cái sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn.